Tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương vừa tổ chức diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2018 với chủ đề hướng tới một nền xuất khẩu nhanh và bền vững. Tham dự diễn đàn có gần 200 đại biểu đại diện các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp xuất khẩu. Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại chia sẻ, trong những năm qua, xuất khẩu trở thành động lực trong tiến trình phát triển. Xuất khẩu là động lực chính duy trì đà tăng trưởng cũng như phát triển bền vững. Tại diễn đàn, các chuyên gia, doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận về các biện pháp xuất khẩu, nghiên cứu phát triển sản phẩm, phát triển thị trường nhằm mục tiêu phát huy năng lực sản xuất, xuất khẩu, nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam, trao đổi các giải pháp tận dụng cơ hội xuất khẩu từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết hoặc đàm phán, ký kết các giải pháp phát triển thương hiệu sản phẩm xuất khẩu, từ đó nâng cao vị thế đưa Việt Nam thành một trong những quốc gia xuất khẩu có năng lực, đáng tin cậy và bền vững. Diễn đàn là hoạt động thường niên nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà quản lý trao đổi, phân tích, đánh giá về hoạt động xúc tiến xuất khẩu sản phẩm Việt Nam.